Thành phố Hồ Chí Minh truy vết các trường hợp liên quan đến ca nhiễm biến chủng Omicron cộng đồng. Công an huyện Hóc Môn điều tra một trường hợp bé gái 9 tuổi nghi bị chị dâu bạo hành. Giải pháp nào cho vấn nạn trộm cắp trong các khu dân cư dịp cuối năm?